để thắp lên ngọn lửa của chính mình. Tôi đi tìm về nguồn cội. Cao nguyên Đại Ngàn, nơi sinh ra hạt cà phê, là kết tinh của đất trời, được gieo trồng bởi mồ hôi và nước mắt của cha mẹ. Từ những hoài bão lớn như dòng thác Trây Nu hùng vĩ, cho đến những khát khao đang cháy âm mỉ trong mỗi con người cao nguyên, là hành trình của những đôi chân không mỏi, những đôi tay cần mẫn và bao khói óc miệt mài, vẫn ngày đêm góp sức cho thủ phủ cà phê. Vùng đất đầy nắng và gió đã tạo nên tôi. Tất cả đã tạo nên hơi thở của núi rừng Tây Nguyên. Như đang thổi bùng ngọn lửa trong tôi, cùng lòng biết ơn và niềm tự hào mãnh liệt về nơi tôi sinh ra. Bằng cách riêng của mình, tôi sẽ mang hương vị này đến khắp muôn nơi. Tinh hoa Đại Ngàn.